Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Đầu tháng 8 2021, truyền thông xứ Trung bất ngờ đăng tải hình ảnh một cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng tay trong tay hẹn hò lúc đêm khuya. Cư dân mạng nhanh chóng nhận ra cặp đôi này chính là Trương Hàm Vận và đàn em Đồng Mộng Thực. Trong clip được đăng tải, cặp đôi được bắt gặp khi cùng đi xe điện tới nhà hàng để ăn cơm. Sau đó cả hai tay trong tay ngọt ngào trò chuyện vui vẻ rời khỏi nhà hàng và cùng trở về khách sạn. Không chỉ vậy, Đồng Mộng Thực còn rất tự nhiên đặt tay lên vai Trương Hàm Vận. Khi clip được hé lộ, cư dân mạng đều cho rằng cặp đôi đang hẹn hò và đều ủng hộ hai người. Cũng có nhiều người đồn đoán rằng cả hai chỉ đang sao tác cho bộ phim hai người đóng chung là Tiểu Nông Tử Nhà Đầu Tể. Tuy vậy, cả hai không lên tiếng về tin tức này. Bộ phim Tiểu Nông Tử Nhà Đầu Tể khai máy vào tháng 4 2021. Đến ngày 2 tháng 8 cùng năm thì đóng máy. Đến ngày 5 tháng 8, cặp đôi diễn viên chính bị lộ ảnh được cho là hẹn hò. Tháng 4 2022, bộ phim chính thức có lịch chiếu trên đài Hồ Nam và app Xoài TV. Cặp đôi không có quá nhiều tương tác trên mạng xã hội. Có nguồn tin cho rằng cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ yêu đương, tuy nhiên không muốn công khai nên sẽ không có quá nhiều tương tác công khai trước giới truyền thông. Trương Hàm Vận sinh năm 89, là con gái nuôi của nam nghệ sĩ Lưu Đức Hoa. Trương Hàm Vận nổi tiếng khá sớm, ngay từ những năm 2000, cô đã tham gia giới giải trí và khá được khán giả yêu thích. Tuy không tham gia nhiều phim nhưng Trương Hàm Vận vẫn gây ấn tượng riêng bởi tài năng của mình, khi vừa tham gia đóng phim vừa ca hát, vừa tham gia rất nhiều show truyền hình. Trương Hàm Vận sau khi tham gia bộ phim La Lăng Vương Phi, đã có tin đồn phim giả tình thật với Bành Quán Anh vào năm 2016. Tuy vậy, đến năm 2020, Trương Hàm Vận bất ngờ lên tiếng mình độc thân khi Bành Quán Anh có phim đang chiếu và rộ lên tin đồn cả hai đã kết hôn. Dù đã lên tiếng thanh minh nhưng cư dân mạng vẫn đoán rằng cô gián tiếp nói hai người đã chia tay. Nam chính Đồng Mộng Thực, sinh năm 93, anh được biết đến qua vai Dương Quá trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp, vai doanh chính Tần Thủy Hoàng trong bộ phim Hạo Lan Truyện và nổi bật nhất là vai Ngũ Trúc trong bộ phim Khánh Dư Niên. Sắp tới anh còn xuất hiện trong một số bộ phim như Thiên Thu Lệnh, Thời Gian Tươi Đẹp, Bạn Là Ngôi Sao Vinh Hằng Của Tôi. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.